Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12 viết phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần bài số 4, giải cho các em ở 6 câu phần bài tập rồi đúng nào. Nói chung là khá dài nhưng mà chúng ta phải cố gắng. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập cuối chương 1 các em nha. Ta sẽ đi sang ở phần câu hỏi trắc nghiệm. Và trong đây nó cho chúng ta hai phần là trắc nghiệm với phần tự luận. Trắc nghiệm thì thường người ta đưa ra những câu nói chung khá đơn giản thôi, cho nó không phức tạp giống như tự luận. Đúng nào? Chọn phương án đúng. Nghĩa là trong đây nó sẽ có 3 đáp án sai và 1 đáp án đúng, thì chúng ta sẽ chọn 1 đáp án đúng thôi. Câu số 1 này. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị như hình 1. Hàm số y bằng fx đồng biến. Đồng biến trên khoảng nào? Đồng biến nếu mà theo về phần lý thuyết ấy, chúng ta được học thì đồng biến thì nó sẽ gì? Nó sẽ tăng, và nghịch biến thì nó sẽ giảm. Nghĩa là đồng biến nó đi lên này, nghịch biến nó đi xuống. Có đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn trên hình này. Ở cái phần dưới này thầy chúng ta không tính nha. Bây giờ này, anh đi lên này. Từ đây anh đi lên ở đây. Thấy không? Anh đi lên thì anh sẽ đồng biến cái đoạn này, đồng biến này. Đồng biến này là từ 0 tới 3. Anh đi xuống. Anh đi xuống đúng không? Nghĩa là từ 3 tới 5 này là anh nghịch biến này. Và tiếp tục anh lại đi lên, anh lên vuốt lên trên luôn. Như vậy từ đây qua đây, nghĩa là ở đây là dương vô cùng, thì anh sẽ đồng biến. Như vậy xem thử ở đây người ta cho những đáp án nào. Từ 5 tới dương vô cùng. Từ 5 dương vô cùng đồng biến có bị hợp lý này. 3 tới 5, 3 tới 5 nghịch biến loại. Từ 0 tới 5. Từ 0 cho tới 5 thì trong đây từ 0 tới 3 là đồng biến, mà từ 3 tới 5 là nghịch biến, thì chứng tỏ từ 0 tới 5 này mà chúng ta chọn đồng biến cũng sai, tại vì trong này nó có 3 tới 5 này là nghịch biến. Chúng ta chúng ta loại đáp án C luôn. Câu D là từ 3 tới dương vô cùng. Từ 3 tới dương vô cùng thì từ 3 tới 5 này nó có nghịch biến nên ta loại. Chứng tỏ đáp án chính xác ta đây chính là đáp án A. Hiểu chưa? Ok, ta sẽ đi sang câu số 2. Ta sẽ đi sang ở cái câu số 2 các em nha. Gì đây các em? Cái này là liên quan tới đồ thị ở hình 1 ha. Hình 1 đây. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị như hình 1, hàm số đạt cực đại. Cực đại tại đâu? Ha. Các em nhìn nè. Nếu như ở trên hình này thì em thấy thằng này đó chính là cực đại này. Cực đại này. Cực tiểu. Như vậy cực đại ở đây là x bằng mấy? X bằng 3 này. Có đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là từ cái khoảng từ 0 tới 3 là đồng biến, nghĩa là nó dương. Còn từ 3 tới 5 thì nó nghịch biến, nó sẽ là âm. Như vậy nếu ở đây là dương mà ở đây âm thì anh đi lên và anh đi xuống thì có phải nó đạt cực đại ở đây. Và giá trị cực đại này sẽ là 4 này. Và ở đây là x bằng mấy? X bằng 3 này. Hiểu chưa? Đó, tại vì từ 0 cho tới 3, từ 0 tới 3 là anh đi lên này, là anh dương, là đồng biến. Còn từ 3 tới 5 là anh đi xuống, là nghịch biến, là âm. Như vậy dấu của nó sẽ đổi từ dương sang âm, thì cái thằng x bằng 3 này đã sẽ là đạt được cái gì? Cực đại này. Như vậy thì ở đây chúng ta chọn thầy câu B. Câu này cũng dễ. Ở đây thầy có thể giải thích cho các em một xíu ở đây. Ta có thể ghi chép vô nha. Ta sẽ đi sang ở cái câu số 3. Nhưng mà chủ yếu thầy giải thích ra trên hình thì dễ hiểu không? Giải thích trên hình này dễ hiểu hơn nhiều ha. Lại là hình 1 nữa. Đâu, cho câu số 3 này. Cho hàm số này trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Hàm số đạt cực đại. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tính đạo hàm ra thôi. Để chúng ta biết khi có bảng biến thiên thì dễ. Y phẩy này. Ở đây là 2x trừ 4. Đúng không? Nhân ở đây cho x trừ 4 này. Trừ ở đây cho x bình. Trừ 4x cộng 1. Trên x trừ 4 bình phương. Như vậy đạo hàm ở đây nó ra được là gì nè? Như vậy là 2x nhân cho x trở thành là 2x bình. Trừ 2 nhân 4 là bằng 8x. Trừ 4x cộng cho 16. Trừ x bình cộng 4x trừ 1. Đây x trừ 4 tất cả bình phương. Như vậy y phẩy x bình trừ 8x cộng cho mười mấy? Cộng cho 15.
x trừ 4 bình phương nhờ cho y phải bằng 0 thì tương đương x bình trừ 8x cộng 15 này sẽ bằng 0. Bấm máy tính nghe, menu 922 này, 1 trừ 8 15 53 ha. Như vậy ở đây x ta bằng 3 và x ta bằng 5, ta tính giá trị luôn y của 3 và y của 5 luôn em nha. Tính giá trị nó thì em thế vào chỗ đây, thế vào chỗ đây, tính thế x bằng 3 vô đây, vô đây và vô đây để chúng ta tính. Thì khi mà x chúng ta bằng 3 thì chúng ta tính ra ở đây là y chúng ta là tương ứng là 2, còn x bằng 5 thì thế vô tính tương đương ứng ở đây là 6. Em tự tính giùm thầy. Khi đó ở đây hồi nãy tập xác định của chúng ta là d, d sẽ bằng r trừ đi cho mấy, trừ đi cho 4 đúng không, trừ đi cho 4. Như vậy thì ở đây nghiệm ta là 3, 5 thì thêm số 4 nằm trên giữa nữa ha. Ta lập bảng biến thiên là ra rồi, ra được cực đại cực tiểu rồi. X y phải đây là y âm vô cùng, ở đây dương vô cùng, ở đây là 3, 4 và 5. 4 ở đây không tồn tại này, không không ở đây. Như vậy x ở đây là dương, như vậy ngoài cùng này, trong trái đổi dấu, ở đây không đổi dấu, ở đây đổi dấu này. Như vậy thì đây là dương. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy cực đại cực tiểu chưa? Như vậy thì x ở đây bằng 3, y ở đây bằng 2, thằng này chính là cực đại này. Ở đây là 6, thằng này chính là cực tiểu này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, đạt cực đại cực tiểu x bằng 3 là sai rồi. Hàm số đạt cực tiểu là x bằng 5 đúng này. Giá trị cực tiểu là y bằng 6 đúng rồi. Đạt cực đại x bằng 3, giá trị cực tiểu là x bằng 3 sao rồi, cực tiểu là x bằng 5. Như vậy ở đây chúng ta dựa vào cực tiểu, như vậy x cực tiểu là bằng 5 và giá trị y cực tiểu là bằng 6 này. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn thầy đây, câu B chứ, câu B đó. Chúng ta tính đạo hàm ra, ta tính đạo hàm ra, sau đó chúng ta sẽ cho đạo hàm này bằng 0. Ở đây người ta chủ yếu ta quan tâm tới cực tiểu thôi, cực tiểu. Như vậy thì x cực tiểu chúng ta là bằng 5 và giá trị cực tiểu là bằng 6. Đó, thấy chưa? Đơn giản ha, bài này dễ. Thì thầy nói rồi, dễ đối với những bạn mà biết làm. Còn mà nó khó thì đối với những bạn là không biết ngỡ làm thì nó sẽ khó. Còn đối với những bạn biết làm thì bài này cực kỳ dễ. Mà học hết cả chương 1 tốn cơm tốn gạo mà cái bài này mà làm không được thì ta phải xem lại mình nha, ta xem lại mình đó. Nếu mà bài này mà chúng ta đúng là làm không được thì đúng là xem lại mình thiệt. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo là câu số 4 các em nha. Câu số 4 được chưa? Rồi câu số 4 gì đây nè. Đạo hàm của hàm số y bằng fx là hàm số có đồ thị cho hình 2 đây. Hàm số y bằng fx nghịch biến. Nghịch biến là đi xuống. Ảnh đi xuống. Các em hiểu không? Thì bây giờ chúng ta quan sát ở hình này. Thì chúng ta thấy nghịch biến thì ảnh sẽ nằm. Nằm ở đâu? Các em. Nằm ở cái việc mà nó sẽ nằm ở phía dưới trục hoành. Nó nằm ở phía dưới trục hoành. Mà nó nằm phía dưới trục hoành thì nó có thằng nào em? Đây, cái thằng này này, cái thằng từ 1 tới 5 thấy không? Anh nằm phía dưới trục hoành thì thằng này sẽ nghịch biến này. Như vậy nó sẽ, nó chính là từ 1 tới mấy? Từ 1 tới 5 này. Đó, nghịch biến này. Chứ đó, nghĩa là khi đó cái thằng f'x này nó sẽ nhỏ hơn không? Là anh nằm phía dưới trục hoành này, là từ ở đây nó chạy từ 1 tới 5. Hiểu chưa? Nên nó nghịch biến trong khoảng là từ 1 tới 5 ở đây là nghịch biến. Ở trên trục hoành thì đồng biến. Ở phía trên trục hoành ví dụ từ 5, từ 5 này anh nhảy lên đây thì anh sẽ là từ 5 tới dương vô cùng, đây sẽ là đồng biến này. Nó nằm trên trục hoành này, anh nằm trên trục hoành này. Hiểu chưa? Đấy. Ok. Đây, câu C. Những câu này nó dễ, không cần là tính toán, là nhìn vào hình là chọn luôn luôn được luôn. Đây em.
Được chưa nào? Rồi, ta sẽ đi sang câu số 5. Thầy nói rồi mà, câu nào dễ thì thầy lại làm nhanh, câu khó thầy làm chậm. Câu số 5 gì đây? Giá trị nhỏ nhất của hàm số này. Để đi tìm mà giá trị nhỏ nhất thì chắc chắn là chúng ta cần phải đi tính gì? Đạo hàm, cho đạo hàm bằng 0, tính giá trị của nó, đúng không? Bây giờ ở đây nó là căn bậc 2. Thì căn bậc 2 của A mà anh xác định khi nào? Khi A này lớn bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ cho là x bình cộng 2, x cộng 3 này sẽ lớn bằng 0. Cái điều kiện xác định của nó đấy, chúng ta đi tìm này. Thì cái này chúng ta bấm máy tính đi, chúng ta không cần phải giải thằng này. Trong máy tính ta có giải được ha. Ta bấm menu A này, menu A, bắt trình bậc 2 ở dạng nào? Ở dạng số 3 này. Cái này nó lớn một bằng này. Ta bấm số 3. Đây là 1, 2, 3. Gì đây? 1, 2, 3. Như vậy ảnh để là tất cả các số thực, như là D sẽ bằng R ạ. Nghĩa là tất cả số thực mà thế vô đây nó đều thỏa mãn cái này. D bằng R. Được chưa? Đó. Tất cả số thực nghĩa là cái tập xác định của nó là D sẽ bằng R này. Các em hiểu không? Bây giờ này, người ta đã cho các em trên cái đoạn này. Nhớ cái việc mà đi tìm giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất mà trên cái đoạn. Nhớ trên đoạn này. Thì chúng ta, cái phương pháp làm này, chúng ta đi tính f'x bằng cho bằng 0. Sau đó chúng ta đi tìm các cái nghiệm của nó bằng bao nhiêu đó. Chúng ta sẽ đi tính các cái giới hạn cái đoạn FA, F của B, rồi F của x1, x2 gì đó. Sau đó chúng ta đi so sánh mấy này là xong. Các em hiểu không? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tính đạo hàm. Đạo hàm căn bậc 2 của U. Căn bậc 2 của U thì bằng theo công thức là U phải trên 2 căn 2 của U. Tính là đạo hàm. Như vậy nó ra được ở đây là x bình cộng 2 x cộng 3. Đạo hàm trên cho 2 căn bậc 2 của x bình cộng 2 x cộng 3 ở đây. Chứ đó, theo công thức đạo hàm ra được là 2x cộng 2 trên ở đây cho 2 căn 2 của x bình cộng 2x cộng 3. Thì chúng ta rút gọn ở đây cho 2 thì trên tử còn là x cộng 1 trên cho x bình cộng 2x cộng 3 căn bậc 2 đây. Chứ còn số 2, rút gọn số 2 đây rồi. Chúng ta sẽ cho y phải bằng 0. Thì tương đương ở đây là x cộng 1 này sẽ bằng 0 nên suy ra x đây sẽ bằng âm 1. Xem thử là nó có nằm trong cái khoảng này hay không. X bằng âm 1 thì nó nằm trong khoảng này. Nhưng mà cái này thỏa mãn này. Cái này lấy này. Bây giờ chúng ta tính ba giá trị thôi. Như vậy chúng ta tính ra y nhé. Cái này y nhưng mà f. Y của âm 2, y của âm 1 và y của 3. Sau đó chúng ta xem thử thằng nào nhỏ nhất chúng ta lấy. Ta thế chỗ đây này. Thế trực tiếp chỗ đây này. Dù x bằng âm 2 đúng không? X bằng âm 2 thì thằng này là ra được là 4. 4 hết, là ra được căn 2 của 3. Y bằng âm 1 thế chỗ đây, ở đây là 1. 1 cộng 3 bằng 4, 4 trừ 2 là bằng căn 2 của 2. Đúng không? Y của 3 thế chỗ đây sẽ bằng 9, 6, 15, 18 sẽ bằng 3 căn 2 của 2. Như vậy nhỏ nhất của chúng ta là đây. Đây là min này. Như vậy thì cái min y, cái min y ở trên cái đoạn là từ âm 2 tới 3 là bằng bao nhiêu? Bằng căn 2 của 2 tại x bằng âm 1. Đó, nếu chúng ta giải bài bản ra là như vậy. Đúng chưa nào? Như vậy ở đây là đây câu C này. Câu C. Căn 2 của 2. Xong rồi đó. Hiểu không? Phải giải ra chứ. Không giải ra thì bố nào biết được. À. Đây. Được chưa? Chúng ta sẽ đi sang câu tiếp theo. Câu tiếp theo nha. Ta sang câu số 6. Người ta yêu cầu các em là tìm cận siêng của đồ thị hàm số. Thì một á, cách một chúng ta có thể tính ra A với lại B.
Nếu mà tính A thì chúng ta áp dụng công thức lim của x tiến tới dương vô cùng của y chỉ x bằng B, thì chúng ta áp dụng công thức là y x tiến tới dương vô cùng của y trừ cho ax. Ax cụ thể ở đây sẽ là hệ số, đây là 2, a chúng ta hệ số đây là 2 thì nó sẽ là trừ cho 2x bằng. Ta thể áp dụng cách này, nhưng mà thầy ít thích làm cách này lắm em, thầy cứ thích áp dụng cái cách chia đấy. 2x mũ 3 cộng cho 3x mũ 2 trừ cho 3. Thầy sẽ chia ở đây cho x bình phương trừ 1. Được không? Thầy lấy 2x mũ 3 chia x bình phương thì ra được x. X nhân ở đây cho x bình phương là ra là x. Thằng này là ra được 2x chứ. 2x mũ 3 chia x thì thằng này là 2x. Nhân ở đây là ra được 2x mũ 3. Trừ ở đây cho gì? Trừ ở đây cho 2x. Chỗ đây chúng ta nên ghi xa xa ra. Cái trừ 3 này ghi xa xa ra chỗ đây. Để chúng ta ghi chỗ 2x nhân trừ 1 trở thành trừ 2x. Chúng ta đặt vô chính giữa này này. Như vậy trừ ở đây, ta hạ ở đây là 3x bình phương xuống. Đúng không nào? Trừ với trừ này, trừ với trừ để thành cộng, đây là 2x này. Hạ trừ 3 này xuống này. Chúng ta lấy 3x bình phương chia ở đây cho 3, 3x bình phương chia cho x trở thành là cộng 3 này. Nhân ở đây trở thành là 3x bình phương này trừ 3 ở đây. Đúng không? Như vậy thì trừ đây không, hạ xuống đây là 2x. Như vậy cái tiệm cận siêng của chúng ta là thằng này này. Đó, 2x cộng 3 này. Tiệm cận siêng của chúng ta đó. Chúng ta tính, nếu mà ta tính ở đây thì nó vẫn bằng 2, ở đây là 3 này. Nó vẫn ra nha. Rồi, 2x cộng 3. Câu A. Được chưa? Ok không? Nghĩa là nếu mà trắc nghiệm thì chúng ta làm theo phép chia đấy, nó nhanh nhất nha, mà ra kết quả cực kỳ chính xác. Rồi, còn chúng ta có thể làm theo cái cách này. Đây, thầy cũng chuẩn bị cái việc mà đi tìm hệ số AB này. Xong nha. Ta đi sang ở cái câu số 7. Người ta yêu cầu các em tìm cận đứng. Trời ơi, cái bài này nó dễ như ăn cháo luôn. Tìm cận đứng thì các em lấy này bằng 0 này. Nghĩa là ở đây chúng ta lấy 5x cộng 1 này bằng 0. Nghĩa là x này sẽ bằng âm 1 phần 5 này. Ta áp lim như thôi. Tìm cận đứng. Đây, câu B này. Câu này thì quá dễ rồi. Tìm cận siêng thì có vẻ hơi lăng tăng. Chứ còn những cái dạng này mà đi tìm, ví dụ như cái bài này, người ta yêu cầu đi tìm cận ngang đi. Thì tìm cận ngang là thằng này này. Âm 2 phần 5 này. Y bằng âm 2 phần 5 là tìm cận ngang này. Còn tìm cận đứng thì việc cho cái mẫu này bằng 0 thôi. Áp lim vô là xong. Ok. Ha. Đây. Áp lim vô là xong. Trừ này. Ta nên đóng bởi ngoặc khi nó là số âm nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang một câu trắc nghiệm nữa anh em nha. Đó chính là câu số 8. Được chưa? Câu số 8 nha. Ta nhìn lại một lần nữa. Câu số 1 này. Câu 2. Đáp án 1A, 2B, 3B, 4C, 5C, 6A, 7B. Ta đi sang câu số 8 là xong clip hôm nay nha. Câu số 8 nha, người ta hỏi đây. Cho hàm số trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Rồi bây giờ dạng này đúng không? Chúng ta đi tìm tập xác định của nó là D sẽ bằng R trừ đi cho mấy 4 đúng không? Giờ tính đạo hàm lên. Để lập đạo biến thiên thì chúng ta kết luận được thôi. Y phẩy ở đây sẽ bằng là âm 2. Đạo hàm này âm 2 4 trừ x trừ cho ở đây cho âm 2x trừ 3. Đạo hàm của thằng này là bằng trừ 1 này. Đó, vô trừ lọt vô trừ, nhưng mà phải biết cách xử lý. Bình phương y phẩy ở đây sẽ bằng là gì? Âm 8 cộng 2x trừ với trừ để thành cộng, chứng tỏ thằng này ghi lại âm 2x trừ 3 ghi lại, đúng không? Đấy.
Ok chưa? Như vậy đây ra được 4 trừ x bình phương ở đây. Các bạn thầy coi từ cái nhau không? Âm 2 đạo hàm đây, ra được đây đúng không? Trừ trong dấu trừ này là dấu trừ của đạo hàm này. Ở đây trừ 1, trừ với trừ đây thành cộng thì chứng tỏ thằng này ghi lại này. Trừ 2 nhân cho 4 là bằng âm 8, 2. Thằng đi ghi lại này, trừ trừ thành cộng thì thằng này ghi lại đúng không? Như vậy ở đây sẽ bằng là trừ 11 trên ở đây cho 4 trừ x tất cả bình phương. Thì thằng này nhỏ hơn 0 đúng không? Như vậy thì ở đây là trừ 11 nhỏ hơn 0. Khi đó ta lập bảng biến thiên ra. Đây x, ở đây y phẩy, đây y. Đây âm vô cùng, ở đây dương vô cùng đúng không? Ở đây là 4. Ta gặp, ở đây 2 gặp này. Ở đây âm thì, ở đây âm hết. Đúng chưa? Âm hết thì khi mà âm thì chúng ta sẽ có là gì? Xuống, và đây là xuống. Đúng không? Như vậy thì nó sẽ nghịch biến. Nó sẽ nghịch biến. Đúng không nào? Ở đây nếu mà cái tiệm cận ngang của nó đây chính là 2 đúng không? Ở đây là 2. Đây âm vô cùng, ở đây dương vô cùng này. Như vậy nó nghịch biến ở trong cái khoảng là từ âm vô cùng cho tới 4 và 4 cho tới dương vô cùng. Đó. Như vậy thì chúng ta căn cứ vào cái này chúng ta xem thử nào. Đồng biến là sai rồi. Chỉ có C D thôi, nghịch biến. Nghịch biến trên âm vô cùng. 4 chứ không phải là âm 4 à, câu C này. 4 chứ không phải là âm 4. Rồi. Bài số 8 là câu C các em nha. Đây, bài làm này. Đây là tập xác định ha. D sẽ bằng R trừ cho thằng đó. Ta tính đạo hàm ra. Ta lập bảng biến thiên là ta kết luận được ngay. Được chưa? Như vậy thì trong điểm hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong điểm sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần tự luận. Từ câu số 9 cho tới câu 15 và 16 đó nghe. Cũng khá là dài. Chúc em học tốt. Bye bye các em nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.